này là chiếc công lông ba bánh tự chế kéo rơ móc cực khỏe, kéo 2, 4, 6, 7 cái cọc bê tông, 6, 8, 9 cái, 9 cái không phải 7 cái. Và nhìn quả công lông tự chế kéo móc ác không? Siêu khỏe. Cái nhà này chuẩn bị đóng cọc để xây một căn biệt thự mini ở đây, nên là chiếc cần cầu mini này đang cẩu những cái cọc bê tông từ trên cái xe rơ móc được kéo bằng công lông chế. Gặp cần xuống.